duy nhất một con người phi thường xuất hiện trên thế gian này, vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Người ấy là ai? Người ấy là ai? Người ấy chính là Phật Thích Ca. Giữa rừng vô ưu, Phật Thích Ca đàn sinh. Giữa rừng vô ưu, Phật Thích Ca đàn sinh. Thích Ca đàn sinh, vì hạnh phúc cho số đông, vì hạnh phúc cho muôn loài. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hà, thị hiện đàn sinh Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hà, thị hiện đàn sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vàng.
tại chùa Ba Vàng, người cùng nhau tinh tấn để cầu vô thượng đạo, luôn cùng nhau tinh tấn để cầu vô thượng đạo. Này chư thiên có trời Ba Ba, và chúng chư thiên khắp nơi ấy mà, về chung vui với Phật tử chúng tôi, cùng nhau tu pháp tu lục hòa, lục hòa cùng tu công đức lớn lao, khiến cho chánh pháp được trụ lâu dài. Và những ai vừa tu tinh tấn, vừa mọi gian nguy diệt kiến Như Lai, ai ai được giữ nhất tâm tinh thần niết bàn. Chúng tôi đó chính là Sư Phụ Thái Minh. Chúng con kính cẩn kính ơn Sư Phụ, dạy cho chúng con tu pháp lục hòa, để từ xuất ra đầu đà tinh tấn, làm dẫu phước lành cho khắp chúng sinh. Nơi chư thiên nơi hay tại nơi này, cùng hát ca vui tu pháp lục hòa, để chúng chư thiên để từ Phật Thích Ca, hộ trì chúng tôi tu pháp lục hòa. Chúng tôi tu pháp lục hòa, la 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 la, la 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 la. Hộ trì chúng tôi tu pháp tu lục hòa, la 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 la, la 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 la. Hộ trì chúng tôi tu pháp lục hòa, la 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 la, la 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 la. Hộ trì chúng tôi tinh tấn tu lục hòa. Chúng con kính ơn Sư Phụ, dạy cho chúng con tu pháp lục hòa, để từ xuất ra đều đạt tinh tấn, dẫu phước lành cho khắp chúng sinh. Nơi chư thiên nơi hay tại nơi này, cùng hát ca vui tu pháp lục hòa, nơi chúng chư thiên để từ Phật Thích Ca.